Chúng Linh xin được trở lại với chương trình kiến thức kỹ khoa gia đình và xã hội qua phần góp mặt rất là chúng Linh phải dùng cái câu là dễ thương của cha Thành Tài, một vị linh mục rất là trẻ nhưng mà chắc chắn thì là qua cái sự trình bày của cha trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị cũng thấy rằng thì là những linh mục và những thầy tu sau này càng ngày càng trẻ hơn và có lẽ là được sinh ra và lớn lên ở bên đây luôn. Dạ, dạ vâng, sinh ra lớn lên mà không có bị những cái vật chất, những cái xa hoa cám dỗ, cái đó cũng một chút điều xíu, cũng chút xíu chút xíu nhưng mà cha dạ, vâng, vượt qua được cái đó là một cái điều mà rất là khó khăn. Đúng rồi, dạ vâng. Hiện tại bây giờ cha đang sinh hoạt ở cộng đoàn nào cha? Dạ thì lúc mà mới làm linh mục thì em phục vụ ở nhà thờ St. Bonaventure ở Huntington Beach, là cái first assignment của em. Và bây giờ em về cộng đoàn La Purissima, giáo xứ La Purissima, cộng đoàn của Orange. Dạ vâng, cộng đoàn Orange. Yeah. Khi mà mình làm như vậy đó cha, là mỗi bao nhiêu năm mình phải được đổi đi nhà thờ khác hay là thế nào cha? Thường thường thì một cái term là 4 năm. 4 năm thì nhưng mà có thể là có thể thay đổi, có thể thêm một năm nữa nếu giáo xứ muốn, là khi mình đang làm dở cái công trình gì đó thì cha xứ có thể lại có thể ở lại một năm được nữa hay không, hay là nhiều khi mình đến 2 năm rồi nhưng mà đức giám mục nói là ok cha cần phải đức giám mục muốn đi tới một cái giáo xứ khác và phục vụ, thì là linh mục thì lấy một cái kiểu như là cái promise chứ bishop là phải vâng lời, phải hứa vâng lời. Dạ. Nên bishop nói đi đâu thì phải đi đó thưa chị, nhưng mà thường thường một cái term, một cái assignment là 4 năm. 4 năm. Thì trước khi làm linh mục vậy có lẽ chắc chắn là cha cũng đã từng đi học đại học và đã ra trường. Cha học về ngành gì? Ngày xưa thì thật sự lúc em qua đây cũng lớn tuổi lắm, em qua đây 16 tuổi. Rồi em đi lên trường Santa Ana College để học đại học ở đó. Và năm 2000 thì em vô dòng để tu. Chuẩn viện. Không, ngày xưa là em đi tu dòng, dòng vui lời. Tu dòng vui lời nhưng mà... Dòng với chuẩn viện nó khác nhau hả? Dạ vâng. Dòng thường thường chúng ta thấy là như là dòng thì chúng ta thấy cái cha toàn ở đây. Đó, là đi theo dòng thì sống theo cái community. Có nghĩa là các cha dòng thì thường thường... về anh em họp lại tối với nhau đọc kinh cầu nguyện, còn đi tu chiều thì thuộc về địa phận, ví dụ như là cha dòng đi có thể gửi qua các nước khác, ví dụ ngày xưa em ở bên Ngôi Lời thì nếu mà em đi tiếp tục theo dòng Ngôi Lời ấy, thì em có thể là đi qua Africa, đi South America, qua Việt Nam và tất cả các nước ở trên thế giới để phục vụ nếu như mà nhà dòng đó có chi nhánh. Còn tu chiều là nghe lời của Đức Giám Mục là chỉ ở trong địa phận Orange County mà thôi. Dạ vâng. Julie biết rằng cha có một cái hobby rất là khác lạ là về âm nhạc. Dạ vâng. Phải không? Dạ vâng. Là cha cũng có nhiều thứ cái hobby đó nhưng mà cũng nhiều. Dạ vâng. Ngoài ok bây giờ cha có thể chia sẻ những cái hobby khác của cha được không? Em thích chạy chị, em chạy marathon, em chạy 4 cái marathon rồi ở trên LA. Và cái half marathon vừa rồi em mới chạy ở Disneyland. Để làm gì, Disneyland. Chạy cho khỏe mạnh hay là chạy là chạy để khỏe mạnh và fundraising để gây quỹ nữa, gây quỹ. Lúc mà ngày xưa em ở St. Bonaventure là một lần em chạy như vậy là gây quỹ cũng phải được 15-20 ngàn đó chị. Wow. Yeah, they love it, they love it. Quý vị ơi, mai mốt quý vị có cần gây quỹ thì nhớ gọi cha Thành Tài cho cha chạy nhá. Gọi là em nhớ có một lần là một cái giáo dân kia bảo, ủa tại sao năm nay không chạy? I'm waiting to write the check for you. Nhưng mà tại vì một năm em bận em không có chạy được, nhưng mà thường thường là em cố gắng là một năm em chạy một lần. Cho hội nào cha? Không, cho nhà thờ. Cho nhà thờ, kiểu như là cho nhà thờ để ví dụ là xây dựng cái gì hay là sửa lại cái gì đó, thì qua những cái thi như vậy thì giáo dân họ rất là thích ủng và hộ. Họ ủng hộ rất là nhiều. Thưa quý vị, có lẽ là Julie phải đi thẳng vào vấn đề là một cái hobby mà có lẽ là cha thích nhất. Nhất mà ai trong chúng ta ai cũng có một chút xíu máu văn nghệ trong đó. Là có người thì thích hát, có người thì thích đàn, có người thì thích chơi dụng cụ nhạc, hoặc là có người thích làm thơ, viết văn. Còn cha thì thích vừa làm thơ, vừa viết văn, vừa viết nhạc xíu, nữa. Mỗi thứ một chút xíu, cũng hát một chút xíu. Cái thông thường một người nhạc sĩ, Yeah. một người văn sĩ, khi mà họ
muốn viết một bài văn, muốn viết một bài thơ hay là muốn soạn một khúc nhạc nào đó, uh-huh. họ phải trải qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm hoặc là những cái yeah. bối cảnh yeah. để mà họ có một cái hứng. Dạ, yeah, với lại có một cái đường lối để viết nhạc uh-huh. riêng cho họ. Đúng. Yeah, vâng. Thì khi mà cha viết những cái bài nhạc của cha, vâng. những cái thánh ca, vâng. thì cha dựa vào những cái bối cảnh nào yeah. hoặc là những cái môi yeah. trường nào để cha viết nhạc? Kính thưa quý vị và cũng thưa chị, thì thường thường á, là em dựa trên phúc âm. À. Tại vì trong phúc âm có rất là nhiều câu chuyện hay. Và khi mà mình đọc, không biết tại sao Chúa nói là như vậy, mà tại sao cái câu chuyện này nó xảy ra như thế này. Và mình là 2000 năm sau khi mà mình đọc phúc âm như vậy, thì mình thấy làm sao mà lời Chúa nó có thể... Lúc đó có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng đúng ta rồi, được. Đúng rồi, thì mình thấy một cái cảm hứng. Hay là nhiều khi thì em nhìn trời nhìn sao, rồi thấy cái cảnh tượng thiên nhiên rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Và mình hỏi đây là ai dựng nên những cái này. Và khi mình có những cái câu hỏi được như vậy, thì thường thường em viết xuống trước, thưa chị. Em thấy như là đọc một cái bài báo hay, hay là một cái câu chuyện hay, nghe một bài kinh thánh hay, cái tự nhiên ở trong tim mình nó có một cái gì rất là thổn thức, rồi không biết làm gì hết, rồi mình viết xuống. Rồi viết xuống khi mình đọc đi đọc lại, cái tự nhiên nó có một cái nguồn cảm hứng nó đi vào cái đầu mình, thì từ đó mới là có thể là từ đó nó mới vô cái điệu nhạc được. Thì thật sự là em không phải là người viết nhạc, em không có giỏi về nhạc lắm, nhưng mà em nghĩ là em có một cái chút khiếu về âm nhạc. Và cái melody đó chị, mình phải làm sao cho nó dễ nghe một chút xíu, để khi mà người nghe thì họ có thể nói là ồ, cái bài hát này có cái ý tưởng này, nó cũng đang nói với chính tôi. Thì hy vọng là nó cũng có gửi một cái message cho tất cả mọi người. Những cái bài đọc cha đọc và những cái đoạn phúc âm, yeah. đoạn phúc âm cha đọc để cha giảng lễ hàng ngày hàng tuần là lễ đương nhiên rồi. Nhưng mà cha có áp dụng những cái kinh nghiệm đời sống hàng ngày của những giáo dân, của những gì yeah. mà cha trực diện mỗi ngày để mà chia sẻ trong lời giảng của cha? Đúng rồi, thưa chị, đặc biệt là một linh mục á, là đây là kêu là một diễm phúc, một hồng ân từ Chúa ban. Và nhiều khi em cảm thấy là nhiều khi giáo dân á, tự nhiên họ yêu mến một mình một cách rất là... Giống như là, he knows my story. And I said like, I haven't done anything for you yet. Tại vì mình chưa làm thấy một cái gì hết, nhưng mà đây là một cái hồng ân. Tại vì khi mà giáo dân nhìn một linh mục thì họ có tự cảm thấy là họ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Và họ cho mình một cái respect và họ cho mình cái lòng tin. Tại vì một giáo dân không biết gì hết, không biết mình nhiều hết, nhưng mà đến thổ lộ tâm tình, chuyện ở trong gia đình, chuyện trong hãng sở, chuyện với con cái, và họ chia sẻ như vậy. Và họ mong là một người vị linh mục thì có thể chia sẻ Chúa muốn nói với họ cái gì trong những cái hoàn cảnh như vậy. Thì đây là một cái privilege mà Thiên Chúa cho các linh mục. Và đây thì em cũng rất là trân quý cái điều đó. Và không ngờ là Chúa lại chọn mình. Tới ngày hôm nay thì vẫn còn ngạc nhiên là không biết tại sao Chúa chọn con làm linh mục. Không biết là con đã làm gì. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà đi tu tại gia hay tu ở dòng hay tu ở đâu, bất cứ chỗ nào mà chúng ta không có cái tâm tu thì sẽ không bao giờ tu được. Ông cha, xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để gửi đến quý vị những bài hát mà do cha Thành Tài sáng tác và để mà chúng ta có thể tìm mua để mà thưởng thức. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.